Ờ, cô Hiền, vô đây. Cô đã lên danh sách mấy đứa học sinh mà đi ghi hình chưa? Dạ, rồi thầy. Rồi, đưa đây coi. Dạ. Dạ, danh sách là gồm một nam một nữ thầy, với lại các em đứng đầu các môn, tổng cộng là 10 em thầy. Ủa sao cô không viết rõ ràng, không viết cái gì vậy nè? Anh ấy là một người đàn ông tốt, không sao đâu gì hiền, không có gì thì thôi, tình yêu cũng phải là tất cả. Chúng ta không thuộc về nhau là sao? Dạ thầy, cho em xin lỗi cái tờ đó không phải đâu thầy. Tờ nào? Hai tờ đó mới đúng. Tờ này là bài hát đó thầy. Thầy chưa bao giờ nghe bài hát này hả? Có bài hát đó hả? Dạ có. Bài hát làm sao? Chúng ta không thuộc về nhau vì anh ấy là người đàn ông tôi. Được, cái bài này có hát cho ai nghe chưa? Dạ chưa. Thôi đừng có hát cho ai nghe hết nha. Sao vậy thầy? Người ta nhập viện tội nghiệp lắm nha. Dạ. Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Đức Minh, Du Mi. Ủa sao chọn mấy đứa này? Dạ thưa thầy, tại vì bên nhà tổ chức á yêu cầu là các em phải ăn ảnh một chút, cho nên em có chọn Du Mi, rồi có chọn thêm em Mẫn nữa, tại vì dù sao hai em cũng đóng vai chính trong Romeo and Juliet đó thầy. Tốt, cô làm tốt lắm, nhưng mà quan trọng là đã nói chuyện với vợ phụ huynh người ta chưa? Dạ nói rồi thầy. Ban đầu thì vài phụ huynh còn hơi e ngại, nhưng mà em cùng với tổ các giáo viên khác cũng đã cố gắng thuyết phục và phụ huynh đã đồng ý hết rồi thầy. Outstanding, làm rất tốt. Mấy thầy mấy cô lớp 12 á, làm rất tốt, cho nên tối nay tôi mời mọi người đi ăn tối, nghe chưa? Không được vắng mặt cả thầy Phúc nữa. Cô nghe tôi nói không? Cô nghe tôi nói gì không? Dạ. Dạ sao yếu xìu vậy? Dạ. Oh yeah. Phải vậy, tối nay không được vắng mặt nha. Bất cứ chuyện gì cũng phải đi, hiểu không? Đào bao tử, uống thuốc cầm, rồi đưa cho tôi. Cầu mong một ngày cho ta nghe tiếng em, trở về cho đời ta thôi đau vì nhớ. Người yêu ơi, xin quay về nơi đây. Dạ, hôm nay tôi rảnh. Dạ, gặp lúc nào cũng được hết trơn á. Dạ, em cảm ơn đạo diễn. Dạ, vậy hẹn với anh 7 giờ tối nay nha. Dạ, lát nữa em tới. Em cảm ơn anh. Em chào anh. Cái gì vậy? Hả? Bà về sớm vậy? Tôi để quên tài liệu. Mà làm tình nói chuyện với em mà vui dữ vậy? Bà biết gì không? Mùng 7 tháng sau có công diễn vở diễn mới à. Mà ông đạo diễn đó họ có coi tôi diễn vở hôm bữa, có vẻ khoái lắm, rất là quan tâm. Cho nên là lần này kêu tôi tới thử dài á. Vậy là cơ hội bán mà đó. Trời ơi, tôi đang lo là xong vở diễn này không biết là thân tôi sẽ ra sao. Ai ngờ là bây giờ lại có mối mới. Đúng là hay không bằng hên. Trời, mà lần này còn được đích thân đạo diễn họ gọi tới casting nữa nha. Trời, chắc là thời của tôi sắp tới rồi đó bà ơi. Cái gì? Nhiều khi á, bây giờ là cơ hội mà nổi tiếng nữa. Trời, tôi hy vọng là lần này tôi sẽ được nhau giải thứ 9 hoặc là giải 9 cũng được. Tôi sẽ cố gắng diễn cho thật tốt. Đúng rồi đó, cố lên nha. Tôi cảm thấy là may mắn nó bắt đầu tới với bà rồi đó Kim Chi. Cố lên. Tôi cũng thấy vậy đó. Thôi tôi đi lấy tài liệu nha. Alo đạo diễn, dạ em tới rồi nè. Tôi nè. Anh là đạo diễn hả? Tôi là đạo diễn. Cô tới lâu chưa? Dạ chưa, em mới tới. Mời. Kim Chi, kêu nước đi. Dạ. Cho chị một ly xịt tố dâu nha. Dạ. Còn tôi, một cái đèn,
đậm tiết là đậm. Dạ. Mặn. Dạ. Bỏ muối mặn thiết là mặn. Dạ. Kim Chi nè. Dạ. Nhìn cô gầy như vậy rất là đẹp luôn. Dạ, cảm ơn anh. Tôi nói rồi, Kim Chi diễn rất tốt, hát rất là hay. Giọng hát của cô á, nó làm trái tim tôi nè muốn nhảy múa gì đó. Dạ, cảm ơn anh đạo diễn quá khen. Tôi nói thật, tiếng hát của cô rất là đặc biệt. Hình như là lỗi của cô nó cũng rất khác người ta. Kim Chi. Dạ. Cô cho tôi sợ cái lưỡi của tôi. Hả? Tôi giỡn thôi. Cô tưởng tôi có ý định sờ lưỡi cô thật à? Không sao, không sao. Tôi ghét cái bản nhạc này nhất. Nói nha. Thầy Phúc, đây là thầy. Ngồi đi thầy. Cho các thầy cô. Phúc vô, cho cái ly cái chén đôi đũa. Mình tưởng ơi Phúc không tới chứ ai về Phúc tới. Thôi cho xin lỗi nha, lâu nay con nghĩ là Phúc tê tê là cái gì nó ghê gớm lắm, nhưng bữa nay mới thấy là thật thà dũng cảm trọng tình. Nhận lời xin lỗi của tôi, người cưa 50. Dạ xin phép thầy, hôm nay cho em không uống. Vậy là không nhận lời xin lỗi của mình rồi. Dạ. Đành ôm cái nỗi buồn vào giấc ngủ thôi. Cô Hương, sao cô không ăn? Ôi, dạ thầy ơi, em tên là Diệu Hiền chứ không phải tên Diệu Hương thầy. Bà Hương ngồi bên này nè thầy hiệu trưởng. Tôi biết rồi. Dạ. Thầy ta uống trước đi nha, 100%. Dạ. Em mời thầy. Dạ. Trời, tội nghiệp cô Hiền quá. Ngồi kế thầy hiệu trưởng là tiêu rồi. Sao cô uống nổi ta? Em nghĩ kỳ này là cô uống mệt nghỉ luôn á cô. Ngồi nãy giờ mấy ly luôn á. 100% đó cô Hiền. Còn dư kìa, cái lông đờm dày lắm á. Ráng lên, ráng lên. Vô, 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 vô. Dạ, xin phép thầy cô. Cô đi đâu vậy? Ngồi xuống đây uống với tôi một ly nữa. Dạ. 100% nha. Dạ thầy ơi. Chắc cô Hiền uống không nổi nữa đâu thầy. Uống sao vậy Phúc? Trời ơi, cậu không uống thì cũng phải để người ta uống. Người cậu không uống là cậu không để mặt tôi. Cậu không uống nhưng mà ít ra cũng phải để mặt thầy hiệu trưởng. Đúng không? Dạ. Mời thầy. Cả bàn mình vô dạ, đi. Vô. Xin phép thầy. Tôi cho phép thầy anh hùng chú mỹ nhân 50. Trời ơi sao con nóng như nè con hả? Mà sao con khóc vậy nè? Con đừng có làm cho bà sợ nha. Con người con sao? Con nói cho bà nghe coi. Sao mà nhỏ nóng dữ vậy nè trời. Nên bà thương, bà thương. Để bà gọi cho mẹ con nghe. Nên bà thương. Ô con vàng của bà. Ô. Đạo diễn ơi. Đạo diễn. Cô Kim Chi nè. Dự án sắp tới của tôi là Dự án sắp tới là Nghe đi. Dạ thôi chắc là không quan trọng, nghe sao cũng được.
Nghe đi, cứ nghe tự nhiên đi. Dạ thôi à, để có gì em nghe sao được rồi. Ừ, đang nói chuyện mà nghe điện thoại mất lịch sự lắm. Trời ơi, cái gì mặn quá vậy? Cho tôi uống đi, lên tầng sập là giết tôi hả? Anh hồi nãy không, không có gì. Tôi kêu mặn là mặn vừa vừa thôi. Sao? Đúng rồi. Ông này có phải đạo diễn không trời? Hay là bị điên vậy? Vậy hả? Cô Chi à? Dạ. Bây giờ mình phải lên phòng á. Hả? Lên đâu? Lên phòng. Chứ không phải bữa nay cô tới đây để thử vai à? Dạ đúng rồi, em thử cho vở kịch mà mùng 7 tháng sau á. Đúng rồi, tôi đặt phòng rồi. Tất cả anh em và trợ lý đạo diễn của tôi ở trên đó rồi. Đi theo cô. Nha. Lên khách sạn nè, nhận đi thôi. Các thầy các cô, vô. Vô nha. Mời thầy. Vô. Trống vắng nha, trống vắng, chiều nay hết ly rồi thêm nha. Cô vô lại đi. Ủa anh ơi, sao chưa có ai tới hết vậy? À, chắc tại tôi với cô tới hơi sớm. Cô ngồi chạy đi. Cô nè, cô cho tôi hỏi một câu nha. Tôi chỉ tò mò thôi. Hình như là cô ly dị được phải không? Hả? Ly dị á? À, dạ đúng. Chuyện đó mà bộ có gì hả anh? Không sao, tôi hỏi chỉ biết chắc thôi. Vậy là cô đã có chồng rồi. Những gì cần biết với tôi cô phải biết chứ. Anh bị sao vậy anh? Ôi sao hết, tôi đã bụng quá. Tôi vô vệ sinh chút nhậu nha. Thôi chúng ta nghỉ nha. Rồi thầy về. Dạ. Về nha. Dạ. Xin phép. Chào thầy cô. Chà, coi bộ cô Hiền bữa nay uống dữ rồi nghe. Uống không được thì đừng có uống. Dạ thầy yên tâm đi, không có sao đâu thầy. Uống không được mà ngồi kế bên cái ông sát thủ này là chết luôn á. Rồi giờ về nổi không? Dạ. Dạ. Thầy để em đưa cô ấy về cho. Ờ ha, đúng rồi, người ít uống rượu nè. Đưa cô về một cách an toàn nghe chưa? Dạ. Tôi về trước ạ. Dạ, chào thầy. Ủa sao? Tôi không sao hết á. Cô sao không? Tôi đã nói là tôi không có sao rồi mà, tôi không có cần. Để tôi đưa cô về. Không cần. Cô say vậy sao tự về được? Kệ tôi đi. Đi. Trời ơi, sao không ai bắt máy vậy nè? Nên bà Tương bà biết con bệnh rồi phải không? Để bà nội gọi cho ông nội nghe. Nên bà Tương. Ông à, ông ơi, thằng của bọn nó khóc quá, chắc nó bị bệnh rồi đó ông. Nó bị sao? Bệnh gì? Trời ơi, làm sao tôi biết nó bệnh gì? Chắc phải đưa đi khám quá à. Bệnh viện Nhi Đồng ở đâu? Tôi đâu có biết đâu. Ông về đi. Mà kêu thằng Phúc về nhà lẹ đi. Gọi hoài mà không được, gọi cho mẹ nó rồi cũng không được, mà cho cha nó cũng không được nữa. Có điện thoại làm gì mà không ai bắt máy hết trơn rồi. Ông về đi nghe, có mình tôi ở nhà tôi sợ quá nè. Nó khóc quá trời nè. Tôi đang ở nhà bè sao về được? Không về được không phải về. Trời ơi, bệnh nhân bị bệnh mà, ông là bác sĩ, ông phải chữa bệnh chứ. Y đức ông ở đâu? Về liền với tôi.
Thôi bà nội. Ôi nội ăn tôm. Ôi nội bà nội xuống. Do re mi fa son la si do. Anh đạo diễn ơi, anh giải quyết xong chưa? Sao anh làm gì lâu vậy? Sao? Em kêu tôi lâu không? quần áo anh đâu hết trơn rồi, tự nhiên quần áo anh đâu rồi? Sao vậy? Cái bộ đã vàng hoài vậy hả? Hả? Làm sao? À, thì ra anh là con người tồi bại vậy hả? Coi như là tôi hiểu lầm anh rồi. Ê, làm gì vậy? Vô, sao vậy hả? Không phải cô cần chú dựa, vậy vậy sao? Sao vậy ai ngoài vậy? Hả? Cô lại ghét tôi chồng rồi, cô phải biết điều tôi muốn chứ. Cả hai cùng cứ lại mà. Tôi đâu phải loại người như anh nghĩ đâu hả? Anh nghĩ cái gì vậy hả? Một chồng đi, tôi chồng vậy. Em thấy trong người sao rồi? Em khỏe rồi. Cho em xuống đây để em tự về mình được. Sao em tự về được? Em đang xỉn mà. Để đưa em về. À, mà anh đừng có hiểu lầm nha. Em không có buồn hay là gì cái chuyện gì mà em uống nhiều em xỉn vậy hết. Chỉ tại em ngồi kế bên thầy Quyền rồi. À, không, em ngồi gần thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng uống, bác uống nhiều quá cho nên mới vậy thôi. Anh biết mà. Anh được. Yên tâm đi, anh không hiểu lầm gì đâu. Thiệt là xui xẻo, tôi muốn chết luôn à. Đề nghị anh giữ trật tự. Giữ trật tự cái gì? Cô ta đập đầu tôi như con thú nè, thấy không? Cô ta là người tự nguyện tìm đến tôi, vậy mà đánh tôi ra trong đội đây nè. Công lý đâu, công bằng đâu ha? Những cái gì? Tốt nhất anh nên im lặng, không có lửa làm sao có khói. Đừng có tỏ ra vẻ mình là người bị hại ở đây nữa. Ai nhìn vào cũng hiểu hết đó. Được rồi, để tôi đi lương sân của tôi lại, đòi lại công bằng cho tôi. Tôi tức quá mà. Tôi biết trong chuyện này cô là người ăn ức, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì sự việc này khó mà giải quyết rõ ràng được. Theo tôi thì cô nên thương lượng và giải quyết ôn hòa với ông ta. Trong tình huống này, nếu cô làm lớn chuyện, người bất lợi sẽ là cô mà thôi. Ông ta thì có cớ rằng cô tự động tìm đến ông ta, còn cô thì không có nhân chứng rằng ông ta quấy rối hay lừa đảo cô cả. Cho dù làm thế nào thì cô cũng là người thiệt thòi mà thôi. Cô hiểu ý tôi chứ? Dạ tôi hiểu. Cô có uống nước không? Tôi lấy cho cô ly nước nha. Cảm ơn anh. Em lên nhà đi. Anh đi theo tôi làm chi vậy? Hồi nãy không đi ở trên taxi rồi đi về luôn đi. Chứ em như vậy làm sao anh đi em về một mình được? Tôi không cần. Anh đi về đi. Em lên nhà đi. Anh đi về trước đi. Em lên nhà trước đi. Hãy giữ em trong con tim em, cho anh yêu em, thương em dù ngày tháng trôi. Cho mỗi kẻ môi yêu như vậy thôi, đôi khi chẳng cần biết.
Sao mẹ lại gọi cho mình nhiều cuộc dữ vậy ta? Anh nghe nè, anh đang ngoài đường. Sao? Được rồi, anh về liền. Kim Chi! Anh! Con ở đâu vậy anh? Anh không biết hả? Nè! Trời mẹ! Ơi, tại sao mẹ gọi điện mà không biết là bóng má hết vậy? Dạ tại con. Ông, bớt nóng, bớt nóng. Dù sao ở đây cũng là bệnh viện ông ơi. Có chuyện gì từ từ nói ông ơi. Dạ bệnh viện rồi. Không phải là cha nó không? Cha mẹ đi chơi suốt đêm bỏ mặt con không biết cái gì cả. Hai đứa không sống với nhau được. Lý gì? Ai muốn làm gì làm. Con có trách nhiệm. Là cha là mẹ mà. Tại sao không có trách nhiệm với con cái gì hết vậy? Thôi được rồi. Bây giờ ha, hai đứa cứ để con cho ba mẹ nuôi. Muốn làm gì thì làm. Con xin lỗi. Xin lỗi ba. Đâu có biết là mẹ gọi điện thoại không để mà bắt máy. Mẹ sợ như thế nào hay không? Thằng cu Bo thì nó nóng, nó dỗ hoài không chịu nín. Cũng may là bây giờ nó không có sao. Rồi nó có chuyện gì xảy ra có phải hối hận không? Đi chơi thì đi chơi, điện thoại thì bắt máy chứ. Tụi mày không có thương con gì hết trơn rồi à. Dạ con biết con sai rồi. Chạy vô trọng coi nó còn sao đi. Lẹ lên. Dạ. Quang, mẹ tới rồi nè. Mẹ xin lỗi không? Không có sao hết. Mẹ tới nè. Có mẹ rồi. Em uống miếng nước đi. Cảm ơn anh. Sao anh không nghe điện thoại của mẹ vậy? Ờ, anh không nghe thấy. Còn em bận chuyện gì vậy? Em gặp một chút rắc rối ở đồn công an.